Thưa quý vị và các bạn, để đáp ứng tiến độ các đơn hàng xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp bắt đầu sản xuất trở lại bình thường ngay từ ngày mùng 4 Tết. Vượt qua một năm khó khăn với đầy chông gai thách thức bởi đại dịch COVID-19, mỗi doanh nghiệp và người lao động đều tin tưởng vào sự khởi sắc hơn trong cơ hội đầu tư phát triển năm 2022. Phóng sự được thực hiện tại công ty cổ phần nhựa Hưng Yên. Từ nguyên phụ liệu đầu vào cho đến bao bì đóng gói, hoàn thiện sản phẩm, đều được công ty cổ phần nhựa Hưng Yên chuẩn bị chu đáo từ trước Tết. Sự chuyên nghiệp của từng bộ phận giúp công ty hoàn thành vượt kế hoạch xuất khẩu tháng 1 năm 2022. Trong đó, có nhiều đơn hàng xuất khẩu ngay trong những ngày nghỉ Tết. Chúng tôi đã cũng có những cái đơn hàng được ký hết tháng 6 năm 2022 của những tập đoàn lớn tại Nhật Bản. Chính vì điều đó mà chúng tôi cũng đã động viên người lao động quyết tâm bằng mọi giá để đi làm vào ngày mùng 4 Tết. Trước khi chúng tôi đi vào làm thì chúng tôi cũng thực hiện rất đầy đủ những cái tiêu chuẩn 5K, đặc biệt là chúng tôi test nhanh 100% người lao động. Chỉ riêng tháng 1 năm 2022, sản lượng hàng xuất khẩu của công ty đạt 55.000 tấn, xấp xỉ bằng 1/10 của năm 2021. Hiện nhiều đơn hàng được ký kết đến hết tháng 6 năm nay. Đây là tín hiệu không thể vui hơn đối với lãnh đạo và tập thể người lao động trong nhà máy. Điều này như truyền thêm năng lượng, niềm hứng khởi tới mỗi cán bộ công nhân viên những ngày đầu xuân mới. Là một công nhân của công ty cổ phần nhựa Hưng Yên, chúng tôi sẽ nỗ lực cố gắng hết mình để đưa ra những cái sản phẩm tốt nhất tới tay khách hàng và từ đó sẽ nâng cao đời sống và thu nhập của những người công nhân như chúng tôi và sẽ góp phần cùng công ty vượt qua những khó khăn này. Với các đơn hàng đã ký đến giữa năm 2022, công ty cổ phần nhựa Hưng Yên phấn đấu tăng thu nhập bình quân của 1.300 công nhân đạt từ 10 đến 12 triệu đồng lên 12 đến 15 triệu đồng một người trên tháng, tăng từ 2 đến 3 triệu đồng so với năm 2021. Đồng thời giữ vững danh hiệu là doanh nghiệp dẫn đầu Việt Nam về thị phần xuất khẩu túi siêu thị, màng công nghiệp, màng nông nghiệp và găng tay sang thị trường Nhật Bản.